Chị, bữa nào chị rủ qua Mộng Thường chơi vợ chồng son đi. Trời thôi em ơi, em trẻ trung em chơi được. Chị với ông Thường già rồi chơi gì, với lại hả, ông Thường mà lên sóng không nói bậy bạ, mất công MC người ta đuổi về đó. Trời ơi, có gì đâu, ông MC động cũng tào lao lắm. Vậy? Ờ, ông dễ cười lắm chị. Vậy hả? Ờ, lên nói giọng ông cười trơn á. Ờ, vui lắm ông này nè, ông đầu hối này nè. Ủa? Ê, cho em á hả? Ừ, cho em nè. Trời, trời ơi, đừng có lấy đường ngọt ở nhà, không có ngọt đâu đó. Biết rồi. Ôi trời đất ơi chị ơi. Gì vậy? Trời đất ơi, coi nè, đánh vợ nữa nè. Rồi coi đàn ông nè, ghê không? Đó, tao nói bây giờ đàn ông gì đâu không à. Trời, chị nói thiệt nha, tại mấy bà vợ này hiền á, chứ gặp cỡ mấy thằng chồng này á mà vô tay chị nha. Trời ơi, trời ơi, chị đâm này nè. Chị chanh chứ không phải chồng. Quên giận quá, tức quá. Phụ nữ chị đâu có được. Ê trời ơi, ghê quá à. Sao bây giờ đàn ông ngoại tình nhan nhản vậy chị? Có khi nào mấy thằng chồng mình cũng ngoại tình không? Ê, cũng dám đó mà. Sao bà nói lớn quá vậy? Thì bức xúc quá, nghe nói vụ ngoại tình bức xúc quá. Trời ơi, thiệt không hả? Chứ ở đây đi, em về em làm việc chồng em rồi nè. Ê, khoan, ngồi xuống. Em ấy nha, lúc nào cũng nóng tính hết trơn. Trời ơi, chị nói rồi, cái gì phải bình tĩnh, phải có bằng chứng, phải bắt tại trận mới được. Vậy bằng chứng, làm sao có bằng chứng? Bằng chứng hả? Chị có cách. Rồi, xong, đổi xe mới rồi đó. Chị, nói đi cũng phải nghĩ lại. Em nghĩ chồng em không có ngoại tình đâu. Biết sao không? Sao? Em nghe người ta nói vậy nè, củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Em đã lựa thằng chồng xấu nhất rồi, không ngoại tình nổi đâu. Ờ, mà công nhận chồng em xấu thiệt đó nghe. Ừ. Nhiều khi chị nhìn vô cái mặt nó, chị ráng lắm để chị tìm ra một cái điểm nào đó nó lé sáng, nó đẹp mà không thấy luôn, tìm hoài không ra. Chồng bà đẹp quá ha. Ừ, thì nói chung là hai đứa mình đều lấy chồng xấu hết, nhưng mà nó an toàn. Sao an toàn? Tại vì mẹ chị nói chồng đẹp là chồng của người ta. Ờ, đúng rồi đó. Ừ, rồi. Ê, gì hả? Nhưng mà không được, được xấu gì thì xấu, nhưng mà không có mèo nào chê mỡ hết. Em thử dân cũng mỡ coi, xấu cỡ nào cũng cháp liền, đúng không? Bây giờ sao, bây giờ thử chị nói cách nào, chị chỉ em coi. Thì bây giờ mình đổi sim rồi, hai đứa mình nhắn tin cho hai người chồng. Ừ. Ha, bây giờ người nào mà trả lời là coi như người đó ngoại tình. Vậy hả? Ừ. Mà giờ nhắn gì giờ? Thì em muốn nhắn gì đó em nhắn. Nha, vậy nha. Rồi giờ chị soạn tin nhắn đó. Anh ơi, rảnh không? Đi khách sạn chơi. Trời. Tức cái gì mà nhắn sổ sàn vậy bà? Chứ giờ chị sao em? Chị kêu nhắn gì nhắn? Trời ơi, nhắn cũng phải đưa đẩy, cũng phải lả lơi chút gì đâu mình. Sao? Vừa thì vô khách sạn làm gì chồng? Rồi thôi, chị nhắn em, nhắn theo chị. Trời ơi, phải nhắn theo chị nè. Này, anh ơi, em là em mờ. Em mờ là gì? Từ từ đi, coi tiếp cái vế sau nè. Em là em gái nuôi của anh. Anh rảnh không? Dạ. Thế để em nhắn giống chị luôn nha. Đó, đúng đi. Rồi, gửi chưa? Rồi, bây giờ đếm 1, 2, 3 là hai mình bấm gửi nha. Bấm luôn hả? Ừ. Rồi, 1, 2, 3. Sao chưa trả lời nữa ta? Vì là không có ngoại tình. Của chị ngoại tình, ngoại tình rồi. Ngoại tình rồi. Không. Nó hỏi chị bán sim không? Vô duyên. Tự nhiên bán sim không? Thiên Tài, không đi đâu chơi hết. Sao mày không đi đâu chơi Thiên Tài? Trời đất ơi, ông nội ơi, nó bước vô tôi tưởng đầu hũ hèm, ta mở ra không à. Cái gì mà hôi rượu quá vậy hả mày?
Trời đâu. Ồ, bác Tư hả? Xỉn hả? Ừ, có đâu xỉn đâu. Xỉn đi vô ngủ đi ông ơi. Con à, chưa vô được. Sao hả? Đang giải quyết một số công chuyện cần làm. Chuyện cần làm mày vô phòng mày giải quyết rồi chỗ này phòng khách nhà tao mày làm gì vậy? Không được, vô trong phòng giải quyết không được, phải ngồi ở đây mới giải quyết được. Ơi cái vụ gì? Bác Tư biết sao không? Ê. Tự nhiên có ai nhắn tin cho con tên là chữ M nè, nó là em gái nuôi của con gì á, mà con đâu quen ai tên là chữ M đâu. Trời ơi, người ta nhắn tin cho mày thì mày nhắn tin lại mày hỏi có gì đâu mà suy nghĩ chi cho nó nhức não vậy trời. Trời suy nghĩ sao suy nghĩ bác Tư, bây giờ nhắn lại cho người ta biết nhắn gì vậy? Trời đất ơi, thì mày nhắn lại mày hỏi em là M nào trong mấy cái M này, ví dụ như mi mai mận mít mở màng mèo mũm mỉm má. Đơn giản vậy thôi chứ bác Tư. Đó. Để con nhắn trả lời cho người ta cái phép lịch sự. Ôi khổ tâm quá thì mấy cái thằng này. Của em, của em, của em. Từ từ coi ai nhắn à. Ủa sao ông Hoàng nhắn? Coi cái tin đó. Em là M nào trong các M? Minh mai mơ mận mũm mỉm má. Ôi trời ơi. Minh Hoàng. À, bác Tư. Gì vậy? Làm gì vậy? Nói bác Tư nghe này nè. Trời, tính quan ngồi gần tôi hả? Dạ. Thôi, làm ơn đi. Mày hôi như cú vậy á. Sao bác Tư tránh né con quá vậy? Con nói bác Tư nghe, cái chuyện này là con nhớ ra rồi. Con nhớ là chắc chắn 100% luôn. Là con không hề quen biết ai tên chữ M hết. Mà không quen hả? Dạ, có khi nào là người ta nhắn lầm cho mình đâu bác Tư. Nhắn lầm cũng phải nhắn lại để hỏi cho rõ ràng. Mình là đàn ông mà, còn tất cả mọi chuyện phải rõ ràng, đàng hoàng. Vậy là bây giờ mình phải nhắn lại cho người ta biết là người ta nhắn lầm hả? Đúng rồi. Rồi bây giờ mình nhắn sao bác Tư? Nhắn á, là anh quen hết 24 chữ cái mà không có quen ai là cái chữ đầu là chữ M đó à. Hiểu không? À, con hiểu rồi. Thôi con biết, con nhắn. Sao bực bội ghê trời. Rồi tính ngồi đây luôn hả? Thôi mình nhắn lẹ lẹ rồi mình đi về giùm tao đi. Rồi, xong luôn. Con nhắn cho người ta rồi. Đi về phòng đi ông ơi. Con nhận bác Tư hay quá bác Tư ơi. Cho con ôm hung bác Tư cái. Đáo qua đáo lại hoài vậy. Sao bác Tư tránh né con hoài vậy? Đi về phòng đi. Trời, bác Tư xua đuổi con quá. Ôi thiệt á. À, ai gọi con à? Để con nghe điện thoại các bác Tư. Trời ơi. Alo. Anh nghe là giới yêu. Rồi sao? À, qua quán cà phê của chị Tiên Sa liền hả? Rồi, biết rồi, qua liền. Rồi. Trời em lục cái gì vậy? Đâu rồi? Em lấy cái này. Em lấy cái này, em cho chồng em. Không được đâu, đó là đồ bán của chị. Cái này được không? Cái này. Cái cây này em đập một cái là chồng em nó xỉu liền. Trời ơi, cái cây này là gây ra án mạng đó bà ơi, không có được đâu. Em gọi rồi, qua liền bây giờ. Về đây biết tay em. Anh nhớ vợ nhiều, thật lòng anh rất nhớ vợ nhiều. Nhớ những buổi chiều quay, kề quay trong tay bước đi. Ngồi xuống. Trời ơi, chu đáo, không ai chu đáo như vợ tôi chứ. Biết chồng qua đây quan hô, bắn pháo hoa rồi, bon bon rồi á. Ây da, trời ơi, trời ơi, vui quá hả? Ây da, ây da, cái gì vậy em? Chưa biết vụ gì luôn hả? Không biết gì đâu. Sao? Ai da, em hiểu rồi, anh biết rồi, anh muốn anh không uống sai nữa, anh không có sai xỉn nữa, uống ít lại. Ai da, trời. Trời đất ơi, tôi tức quá mà. Sao? Anh quen hết bạn chữ cái. Em là chữ M, em M nào? Quen không? Ủa sao không biết ai vậy? Đọc cho tôi. Đọc lớn lên. Em là ai trong M này? Mi, mai, mít, mận, mờ, má. Ai nhắn? Ai nhắn? Ai quan 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 cho anh lắm, quan cho lắm, cho giải thích đi. Cái này là chú Tư kêu anh nhắn. Đừng giải thích. Nè, im nghe tôi nói. Tại sao tôi với bà Tiên Sa hai người nhắn tin cho ông Nhân Mộng Thường? Ông Mộng Thường không trả lời tin nhắn mà ông lại là người trả lời tin nhắn. Là sao? Mộng Thường không trả lời tin nhắn là do Mộng Thường không thích phụ nữ. Tụi. Ê, nói gì vậy các ông kìa? Nói chồng tôi không thích phụ nữ là ý gì hả? Ai biết, tôi không thích phụ nữ, không thích gì cũng thích chứ.
rồi. Chả chèo ra. Tại vì ông Mộng Thượng không có mê gái, ông đàng hoàng. Ông không mê ba cái vụ đó như mấy người hen. Bày đặt nhắn tin cho gái và chối mi mơ mèo mận gì hả? Má rồi đó, bẩm mỉm. Còn gì để nói không hả? Có gì đâu nói. Tại sao nhắn tin này hả? Tại vì anh lịch sự thôi chứ đâu có. Chú Tư kêu nhắn mà. Đổi thường chú Tư hả? Đổi thường chú Tư hả? Dạ. Đứng lên, đứng lên, đi về biết tay tôi đi. Đi về. Ai da trời ơi. Đáng đời cho vừa. Tội mê gái. Kỳ này về á, nhắn thêm 4 chữ nữa mới đủ nghe không? Mềm mình méo mỏ. Không biết giờ này nàng còn thức hay ngủ ta. Chà, 12 giờ rồi. Tại cái điện thoại chết tiệt này nè. Cái lúc mình cần thì nó hết pin. Lúc sạc được thì bả kế bên sao nhắn tin. A hi hi. Em gái nuôi khỏe không? Ca ca. Em gái nuôi rất khỏe. Ca ca. Ủa sao giờ này em không ngủ đi? Không ngủ mới ra đây bắt quả tang tại trận. Quả tang gì? Ông nhắn cho con nào tên em mờ đúng không? Có đâu, em hiểu lầm rồi. Không có nhắn nhạc hết trơn trọi á. Hiểu lầm cái gì? Uổng công từ sáng tới giờ tôi nói với thùy Linh á là ông đàng hoàng lắm, ông không có mê gái. Bắt tại trận ha. Ha, em gái nuôi hả? Mộng Thượng. Đứng lại. Tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vừa la, tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế, nếu muốn gia đình ấm êm, chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười, chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu, đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế.